Ngôi trường nổi được biết đến như niềm tự hào của người dân tại khu ổ chuột Makoko, thành phố Lagos, Nigeria, đã bị hư hại nặng nề bởi cơn mưa lũ xảy ra hôm 7 tháng 6. Mặc dù trước đó nó đã được thiết kế và xây dựng để có thể chống chọi với những cơn bão và lũ lụt kéo dài hàng tháng trời tại đây. Cư dân tại Makoko cho biết họ đang khẩn trương để xây dựng lại ngôi trường này. Năm 2013, với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức Heinrich Bonn và Liên Hiệp Quốc, ngôi trường được xây dựng với khung hình chữ A có 3 tầng, khu vui chơi, phòng học, bồn thu hướng nước mưa, nhà vệ sinh và trở thành nơi học tập cho 100 học sinh, đồng thời là nơi sinh hoạt cộng đồng của cư dân địa phương. Có thể nói, ngôi trường là dự án thể hiện sức sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của một cộng đồng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tình trạng đô thị hóa vùng vực tại châu Phi. Kiến trúc sư của công trình, ông Kunle Adeyemi cho biết, đang xem xét nâng cấp cấu trúc và sẽ tiến hành tái thiết lại ngôi trường.